Quần phong tin thì có nhiều rồi, nhưng mà một con quần chất đẹp, form đẹp thì các bạn đã có chưa? Trên tay mình đang là một em quần top chiều dài khoảng 35cm. Và nó sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi mọi người cầm vào cái chất vải này nhá. Nó không co giãn đâu, nhưng mà nó có một cái độ mềm nhất định. Khi mặc lên thì sẽ cho mọi người một cái cảm giác rất là thoải mái. Được cái là những cái kiểu quần như thế này thì thường rất là dễ phối đồ. Mùa hè các bạn mặc cái áo gì cũng đều đẹp luôn, mà trông nó rất là năng động, khỏe khoắn. Cặp của em này là cặp cao qua rốn, cho nên các bạn yên tâm là che được hoàn toàn cái phần bụng của mình nhá. Độ dài của con quần này thì rất là vừa phải, không bị ngắn quá, không bị dài quá, nên các bạn yên tâm là đứng lên ngồi xuống không bị lộ mông thôi. Nói chung thì nó quá là basic dễ mặc, nên các bạn yên tâm là mua về kiểu gì cũng mặc đi mặc lại rất là nhiều lần. Từ người mua ở đây nhá. Quần phong thì có nhiều rồi, nhưng mà một con quần chất đẹp, form đẹp các bạn đã có chưa? Hiện tại mình đang là một em quần top chiều dài khoảng 35cm, và nó sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi mọi người cầm vào cái chất vải này nhá. Nó không có giãn đâu, nhưng mà nó có một cái độ mềm nhất định. Khi mặc lên sẽ cho mọi người một cảm giác rất là thoải mái. Được cái là những cái kiểu quần như thế này thường rất là dễ phối đồ. Mùa hè các bạn mặc cái áo gì cũng đều đẹp luôn, mà trông nó rất là năng động, khỏe khoắn. Cao của em này là cặp cao qua rốn, cho nên các bạn yên tâm là che hoàn toàn cái phần bụng của mình nhá. Độ dài của con quần thì rất là vừa phải, không bị ngắn quá, không bị dài quá, nên các bạn yên tâm là đứng lên ngồi xuống không bị lộ mông thôi. Nói chung thì nó quá là basic dễ mặc, nên các bạn yên tâm là mua về kiểu gì cũng mặc đi mặc lại rất là nhiều lần. Người mua ở đây nhá.